đi qua bãi Tama. Ngày nào cô cũng đi làm bằng xe buýt, và khi xe về đến bến, cô xuống xe rồi đi bộ một đoạn ngắn qua bãi Tama là về đến nhà mình. Hôm nay cô về muộn vì có công việc mà sếp yêu cầu phải làm cho xong. Khi xe về tới bến thì trời tối quá, đoạn qua bãi Tama lại không có đèn đóm gì, nên cô vốn tính sợ ma nên cô nán lại đợi xem có ai về cùng đường qua bãi Tama thì đi cùng họ cho đỡ sợ. May mắn là cô không phải đợi lâu. Một người đàn ông chừng 50-60 tuổi đi đến và cô đi theo ông ta. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cô gái hỏi, bác có thường đi qua bãi Tama này không? Ngày nào mà tôi chả đi. Thế bác có sợ ma không ạ? Sợ chứ, nhưng lúc đó là tôi còn sống. Vừa cưới vợ, một buổi sáng thứ hai đầu tuần, một anh chàng nọ vừa đến công ty thì chạy ngay vào nói với ông giám đốc. Thưa giám đốc, tôi muốn báo cho ông biết là hôm qua tôi vừa mới cưới vợ. Ông giám đốc nhìn anh chàng kia rồi cười, tuyệt lắm, xin chúc mừng anh nhá. Tôi đánh giá rất cao những nhân viên đã có vợ đấy. Sao lại thế ạ? Chẳng lẽ chưa có vợ, họ làm không tốt sao ạ? Không phải vậy, vì sau giờ làm việc, đa số những người có vợ, họ thích ở lại cơ quan hơn. Không đáng xem, đi du lịch Thái Lan về, vợ kể cho chồng nghe những ấn tượng trong chuyến đi, rồi ca ngợi. Ôi, chuyến đi thật tuyệt vời, anh nên mua một tour đi, cho mở mang tầm mắt. Nghe vợ khuyến khích, anh chồng ngớ ra với vẻ tiếc rẻ. Ôi, đi Thái Lan mà không đi xem thoát y vũ thì phí quá rồi. Cô vợ chợt nhớ ra vội khoe. Có chứ, em đi cùng đoàn đã xem ở Bangkok rồi anh ạ. Nghe vợ nói đã xem, anh chồng háo hức. Tiết mục biểu diễn có ấn tượng như báo chí mô tả không em? Thấy chồng quan tâm, vợ đáp. Để em tả lại cho anh xem và tự đánh giá nhé. Nói rồi cô mở nhạc và từ từ chút bỏ áo váy trước mắt chồng, như những gì cô đã xem ở Thái Lan. Nhìn cơ thể thoát y 100% của vợ, anh chồng lắc đầu bĩu môi. Ôi giời ơi, thế này thì không đáng xem. Người dẫn chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Ô chữ của chúng ta là một ô gồm 3 chữ cái. Đây là một từ mà ai cũng thích, nó mang lại sự sung sướng cho mọi người. Một cô gái giơ tay, tôi xin đoán là chữ ô. Xin chúc mừng, có không một chữ ô ở giữa? Một chàng trai hứng khởi giơ tay, tôi xin đoán chữ L. Xin chúc mừng, có không một chữ L ở ô đầu tiên? Tiếng ồn ào, huýt sáo nổi lên, xen lẫn những nụ cười tủm tỉm và những khuôn mặt đỏ ửng của các cô gái. Một rừng cánh tay giơ lên, người dẫn chương trình nói, xin mời anh mặc mốt nhất trường quay ở hàng ghế đầu tiên nào. Tôi xin đoán chữ N. Người dẫn chương trình hoảng hốt, không có chữ N nào cả. Khán giả tưng hửng, mãi không có ai giơ tay, chịu không đoán được. Cuối cùng, người dẫn chương trình phải giải thích, chữ cái cuối cùng là chữ cờ và ô chữ cần đoán là chữ lộc. Chuyện nhà mộc. Ở một xóm nhỏ vùng quê của tỉnh Thái Bình, vào những năm giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, vợ chồng ông bà Mộc có cậu con trai út năm ấy học hết cấp 3 phổ thông. Lực học của cậu ta thuộc dạng trung bình, nhưng ước mơ cho con đổi đời và cũng muốn rạng rỡ với bà con xóm làng. Ông bà quyết định đầu tư cho con đi ôn thi ở lò luyện mãi tận thủ đô. Vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, bà Mộc đã bán vội mấy xào lúa non để hai bố con chuẩn bị lên đường. Bà còn dặn dò ông, lần này
Ông đưa con đi ôn thi phải hết sức thận trọng đấy. Trên thủ đô họ văn minh nhưng cũng rất nhiều kẻ lừa đảo, ông phải đề phòng đấy nhé. Ông Mộc liền to tiếng, lừa là lừa thế nào được tôi? Bà không biết bao nhiêu năm tôi ở chiến trường à? Thực ra ông Mộc học hết lớp 5. Năm 1968 ông đi bộ đội, được biên chế vào sư 10 quân đoàn 3. Giải phóng miền Nam, ông tham gia giải phóng Tây Nguyên, sau giải phóng về phục viên, chưa được một ngày sống thành phố. Sáng hôm ấy, hai cha con lên chiếc xe của Tây phố huyện. Trên xe cũng rất nhiều người đưa con đi thi, đến đúng điểm hẹn mà ông được người quen giới thiệu. Xuống xe, cánh xe ôm đã bâu đến, bố con ông phải vất vả lắm mới thoát ra được. Hai bố con quyết định đi bộ. Con đường đến lò ôn thi khoảng 1 km. Đây là khu chung cư mới xây, hai bên đường là nhà cao tầng san sát. Ông Mộc tỏ ra thích thú, lẩm bẩm đếm tầng nhà và quay sang nói với thằng con trai. Cái nhà kia cũng 25 tầng con kia. Tại quán nước ven đường, một đám thanh niên đang ngồi uống nước. Một tay nói, chúng mày để tao ra vặt bố con ông này. Nói rồi hắn đi ra chặn đường hai bố con ông. Ông già lẩm bẩm gì thế? Dạ tôi có làm gì đâu, ông đáp và ngước nhìn tay thanh niên mặc quần bò, áo phông đen, đeo kính râm, trông có vẻ dữ dằn. Ông còn cãi à? Rõ ràng tôi thấy ông lẩm bẩm mà. Thấy mình có vẻ lép vế, dạ tôi thấy nhà cao, tôi chỉ đếm tầng thôi. Chết rồi, ông không xem thông báo ở đầu phố kia à? Đây là khu chung cư cao cấp đấy. Ai mà đếm tầng nhà là đều bị phạt tiền. Nếu mà ông không nộp phạt thì mời ông về phường. Ấy chết, không ổn rồi. Nộp đi cho nó lành, chứ về phường lại thêm rắc rối. Vâng, thế nộp như thế nào ạ? À? Thì mỗi tầng đếm là phải nộp 2.000. Thế ông đếm bao nhiêu tầng rồi? Dạ, tôi mới đếm có được 15 tầng thôi. 15 tầng nhân với 2.000 là bằng 30.000. Ông vui vẻ nộp tiền xong, hai bố con lại đi tiếp. Quay lại nhìn, đã thấy đám thanh niên biến đâu mất. Vừa đi, ông Mộc vừa thổi sáo miệng bài, anh vẫn hành quân. Thằng con trai ông thấy sốt ruột liền hỏi, bố vừa bị người ta phạt tiền, sao bố vẫn vui thế? Ông bố cười đáp, thì vì mẹ mày bảo đám trai thành phố nó sẽ lừa bố, nay bố lừa lại chúng nó. Đấy con xem, bố đếm 25 tầng, rồi bố chỉ bảo chúng nó là có 15 tầng, chúng nó thu tiền có 15 tầng, vậy là bố còn lãi 10 tầng nữa còn gì. Thằng bé thấy mẹ mình và ông ngoại đều bụng to, nhưng một thời gian sau khi mẹ sinh em bé mà ông vẫn thế, liền hỏi, ông ơi, mẹ con bụng to nhưng đã sinh em bé, còn ông sao mãi không thấy gì ạ? À? Ông trả lời, ông chửa voi con ạ. À. Cậu bé vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói, à, thảo nào, hôm ông ngồi ở hè, con còn thấy cái đuôi voi nó lòi ra đấy ông ạ. Dành cho đàn bà. Trong một quán nhậu nọ, sau khi đã uống ngà ngà say, một tay bờm nhậu lẹo quẹo đi vào nhầm nhà vệ sinh nữ. Ngay lúc đó, có một bà thím cũng đang ở đó, thấy lão ta liền nói, này anh kia, ở đây là dành cho đàn bà. Lão ta nghe vậy cứ thản nhiên mở khóa quần của mình, rồi móc thằng nhỏ ra, rồi vẩy vẩy và nói, thì cái này cũng dành cho đàn bà, chứ dành cho ai? Dồn ra, một ông cụ chống gậy ra chợ mua đồ ăn, tới chỗ bà mẹ bán cá, ngồi bệt dưới đất. Ông nói, cô ơi, dồn ra, dồn ra. Với tính cách chợ búa, bà nghĩ ông này già mà còn lắm chuyện, bảo bà phải dồn ra ngoài nữa.
bà mới nói to rằng, dồn ra gì nữa cụ, đang ở trong mà bảo người ta dồn ra là sao, tôi đang ngồi đúng quy định của chợ. Ông cụ do răng không còn nên cố nói lớn, tôi bảo là cô dồn ra thì là dồn ra. Sao cô lắm mồm thế nhỉ? Bà bán cá lại đanh đá, tôi ngồi đây chứ không phải dồn ra gì cả nhá. Đến nước này không chịu nổi nữa, ông cụ lấy cái gậy ba tong dúi vào chỗ ấy của bà bán cá rồi nói, dồn ra một mớ đây mà cứ cố cãi. Thơ vui, mảnh ruộng. Mảnh ruộng nhà em cuối dốc mông, cỏ mọc sum suê chẳng phải trồng. Chồng em lận đận cày khuya sớm, vất vả quanh năm chẳng có công. Em định đem cho nghĩ thẹn thùng, mà đem giao bán cũng không xong. Dùng rằng tiếc rẻ đành để lại, thôi thì nó chéo méo hơn không. Xin cảm ơn anh hàng xóm. Lời tự sự của một người vợ nhân ngày sinh nhật chồng. Vậy là hôm nay đã đến ngày sinh nhật lão chồng già. Hồi mới yêu lão, mình 28, còn lão 35. Nhưng chồng lão già khú, hôm dắt lão về nhà giới thiệu, anh trai mình cảnh báo, tay này 35 tuổi rồi mà chưa vợ, nếu không hâm thì cũng có vấn đề về giới tính, em phải cẩn thận đấy. Việc này làm mình lăn tăn. Một tối nọ, khi lão đến chơi và hai đứa ngồi trong góc tối ban công phía sau nhà, mình phát hiện ra lão ta cũng thích màu nho, chứ không phải màu xanh đỏ tím vàng gì như bao thanh niên trai tráng khác. Không những thế, lão còn quái hơn, vừa mò, vừa khen lấy khen để những thứ lão vớ được. Sau vụ đó, mình yên tâm về giới tính và quyết định lấy lão. Lão đọc nhiều nên cũng biết nhiều, dĩ nhiên biết nhiều cái hay và cả cái hư nữa. Lão không nghiện rượu chè, cờ bạc, thuốc lá, cà phê. Nhưng ở đời không cái này thì có cái khác. Lão hay bày trò mà thoạt đầu thì thấy lão có vẻ hâm hâm, nhưng sau đó mình thấy cũng ổn, rất ổn, nữa là đẳng khác. Lão là người biện bạch giỏi, lại có khiếu hài hước, nên mình không thể giận nổi lão. Một lần, hai đứa đang ôm nhau rúc trong chăn ấm rất vui vẻ. Đột nhiên, lão nghiêm giọng bảo, em tốt thật đấy, nhưng đôi lúc cũng ích kỷ lắm đấy nhá. Chỉ biết đến mình thôi, không quan tâm đến anh gì cả. Sao anh lại nói vậy? Ý là sao đây? Thì đã nhiều lần anh nài nỉ em cho vào tắm chung mà có bao giờ em đồng ý đâu nào. Thì đúng thế, thì đã sao nào? Anh thì lại khác, rất hào phóng. Anh bảo đảm rằng chỉ cần em ngỏ ý tắm chung là anh ok ngay, có hẹp hòi gì như em đâu nào. Mình đứng hình một chút rồi hiểu ra, tận cho lão một nhát vào lưng đau nhói. Đã không kêu ca gì, lão còn quắp chặt mình hơn rồi kéo chăn trùm kín. Một lần khác, không hiểu đọc ở đâu, lão thủ thỉ. Em à, từ nay hai đứa mình sẽ không đối xử với nhau như vợ chồng nữa nhé. Anh Hâm mà, đáng yên đang lành, không như vợ chồng thì như cái gì nào? Thì như là tình nhân, như bổ bịch đấy em. Anh đúng là lắm chuyện mà. Em không hiểu ý anh rồi, như vợ chồng mãi thì sẽ nhàm chán, như bồ bịch thì chẳng thú vị hơn sao? Ừ nhỉ, nghe có vẻ hay đấy, rồi sao nữa? Nghĩa là anh sẽ không coi em là vợ nữa, mà là như người tình. Ái chà, nghe lãng mạn quá đấy, anh nói tiếp đi xem nào. Và anh sẽ không nhìn em bằng ánh mắt của người chồng nữa, mà là bằng đôi mắt của gã hàng xóm. Chào ơi, sao lại có gã hàng xóm ở đây thế? Thế em chưa biết sao? Người ta thường bảo, vợ là cơm nguội nhà ta, nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng, hiểu chưa nào?
Thế vậy ra anh coi em là cơm nguội à? Không thể như thế được. Không phải, đồ ngốc à? Khi đó em sẽ là đặc sản của anh. Nghe tới đó, lòng mình bỗng nhiên rào rạt, nổi cơn hưng phấn. Mình bảo, vậy thì anh còn chần chừ gì mà không đánh chén đi đi. Nhân dịp sinh nhật này, chúc lão khỏe mạnh, đọc thêm nhiều thứ, biết thêm nhiều điều, kể cả các món đặc sản của gia đình. Mong lão giữ vững phong độ để tiếp tục là người tình tuyệt vời, biết nhìn mình bằng đôi mắt của gã hàng xóm. Cuộc đời tươi đẹp quá, xin cảm ơn anh hàng xóm. Đêm tân hôn, khách khứa ra về hết. Trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ, cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm. Chú rể hăng hái dục. Thôi, ta vào việc đi em ơi. Cô dâu bẽn lẽn. Vội thế, còn sớm mà anh. Chú rể nôn nóng. Sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy. Cô dâu lại bẽn lẽn. Thế nhỡ có ai gọi cửa thì lại phiền. Chú rể càng nôn nóng. Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em. Cô dâu rụt rè. Thế anh tắt đèn đi vậy, xấu hổ chết đi được. Chú rể trố mắt. Ơ, sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao mà kiểm phong bì được chứ? Không chồng thì cho thuê. Một buổi tối, chồng nằm cứ xoa cái ấy của vợ rồi trêu. Đám ruộng này mà trồng hoa hồng thì đẹp biết mấy nhỉ? Nói vậy, nhưng anh ta chẳng làm quái gì cả. Một lúc sau, anh lại tiếp tục xoa cái ấy rồi kêu. Đám ruộng này mà trồng hoa hướng dương thì bông mẩy phải biết. Rồi anh ta chẳng trồng gì hết mà lăn ra ngủ. Quá bực mình, vợ lay dậy rồi tuyên bố. Hôm nay anh mà không trồng dưa chuột hoặc củ cải thì mai tôi cho thằng hàng xóm thuê đám ruộng này đấy nhé. Bia hơi ký sự. Chiều cuối tuần nóng hầm hập, thả con gái xuống bể bơi xong, hắn lẩn ra quán bia hơi cạnh bờ ao đầu ngõ, làm vài vại cho nó mát. Gái ơi, cho chú vài bia, nhớ là bia mới, thật lạnh và không có bọt đấy nhá. Dạ vâng, chú ngồi đợi cháu chút ạ. Trong lúc chờ con bé rót bia, hắn mon men lại gần rổ lạc luộc, nhón mấy củ. Chú có ăn lạc luộc không? Để cháu xúc cho một đĩa ạ. Một đĩa? Có mà cả họ nhà tao ăn à? Tao bốc có vài củ là được rồi. Dạ, nhà cháu hôm nay có mề luộc, xách xào giòn, chân gà rút xương hấp, nem chua, rau bí xào tỏi, mướp luộc chấm vừng, đậu đen sốt tiêu. Thôi thôi, ăn thế để gút ra. Mày cho chú bìa đậu gạt. Nhớ luộc nóng 2/3 thôi và không được để vỡ ở đâu nhá. Dạ, chú dùng thêm gì nữa không ạ? Cho chú thêm đĩa muối trắng rang nguyên hạt, hạt tiêu sọ và quả ớt chỉ thiên xanh nhé. Sau khi tỉ mẩn dùng hai đầu đũa dầm kỹ đĩa muối ớt, hắn thong thả nhâm nhi ly bia, nhón tay véo miếng đậu luộc chậm rãi chấm vào đĩa muối xanh lẻ ớt và hạt tiêu, đưa lên miệng, cơ mặt giãn ra đầy thỏa mãn. Gái ơi, lấy cho chú bát mắm tôm, nhớ là không được chưng mà phải phi thơm hành mỡ đổ vào, vắt chanh ta chứ quất là chú không ăn được nhá. Dạ, chú gọi thêm bia không ạ? Mới hết có nửa cốc à, gọi sớm cho nó đắng sao, lát hết tao khác gọi. Sở thích của thiên hạ kể cũng lạ, uống bia hơi với mực nướng, chân gà đồ xào thì sao mà thưởng thức được hương vị của bia nữa. Hắn coi những kẻ đó là hạng phàm phu tục tử, ăn uống lấy no, chả hiểu gì về ẩm thực. Gái ơi, bia đậu to quá, mày mang vào lướt ván cho chú có được không? Thêm cốc bia không bọt nữa nhá. Hết cốc bia thứ hai, đĩa đậu lướt ván còn non nữa, hắn lại đổi ý. Gái ơi, mang đĩa đậu này vào sốt cà chua hạt tiêu sọ cho chú, chứ để thế này, ăn hết làm sao được. Nước sốt
Mày nhớ cho một chút bột sắn dây vào cho sánh nhé. Gớm, có bìa đậu mà chú chế biến đủ mọi thứ. Chú còn muốn món gì nữa để cháu làm luôn một thể nào? Tổng môn con này, khách hàng là thượng đế, mày chỉ giỏi cãi. Hết vải bia thứ ba, đĩa đậu sốt vẫn còn hai miếng nằm tơ hơ. Gái ơi, mày cho chú thêm nửa cái bánh mì, chú quyệt chấm nốt tí nước sốt này kẻo phí. Dạ, cháu không bán nửa cái đâu ạ. Chú mua cả cái, ăn nếu còn thì mang về cho em ạ. Lại cái rồi. Thôi được, cho tao nửa cái, tuần sau uống, tao ăn nốt. Cuối cùng, vải bia thứ ba và nửa cái bánh mì cũng hết. Hắn tỉ mẩn xếp ba tờ giấy ăn, cẩn thận lau mồm, tay, chẹp chẹp miệng mấy cái, mắt đảo tìm lọ tăm. Tổng thiệt hại bao nhiêu gái ơi? Dạ, của chú ba bia 18.000, một bìa đậu 5.000, bánh mì 2.000, tổng cộng là 25.000 ạ. Cái bìa đậu này ở chợ họ bán có 3.000, mày bóp thế, lần sau tao đi quán khác. Chú ơi, khách nào cũng sành ăn như chú, nhà cháu đóng cửa quán sớm đấy ạ. Con Danh này, mày học đâu kiểu ăn nói bố láo bố léo, móc họng thực khách thế ạ? Cứ liều liều đấy. Xã hội này kinh khủng thật, cái gì cũng chặt chém, hở ra là mất tiền ngu. May mà hắn ngồi quán quen, không thì mất thêm mấy nghìn nữa. Nói vậy chứ, buổi chiều, hai bố con đốt hết 45.000, thật quá mặn và lãng phí. Một người đàn ông đến gặp Thượng Đế và hỏi, theo ngài, 1.000 năm là bao lâu? Thượng Đế trả lời, đối với ta, 1.000 năm chỉ là một giây. Người đàn ông lại hỏi tiếp, thế còn 1.000 đô la là bao nhiêu? Thượng Đế lại trả lời, với ta, 1.000 đô la chỉ là một xu. Người đàn ông lại hỏi tiếp, vậy ngài có thể cho con xin một xu được không? Thượng Đế mỉm cười và nói, ừ, hãy chờ ta một giây. Hai ông bà đi ăn tiệc cưới. Trưa nay đi ăn đám cưới, mình được xếp ngồi cùng mâm với mấy bác già cả nam và nữ, mình trẻ nhất mâm. Người ngồi ngoài cùng rót một tuần bia đầu tiên, đến lúc rót vào cốc bác nam, đối diện mình là bác nữ ngồi bên cạnh nhắc. Một chút gọi là thôi anh ạ, nhà em không uống được. Bác nam phản ứng tức thì, cứ cho đầy đi, không phải nghe lời bà ấy đâu. Tất nhiên là cốc bia được rót đầy sùi bọt, tất cả cùng chạm cốc và bác nam làm một hơi hết sạch cốc bia. Bác nữ lại cằn nhằn, đã bảo uống ít thôi lại, uống hết cả cốc to thế này, huyết áp lại tăng vùn vụt cho mà xem. Thế trước lúc đi, đo là bao nhiêu? Bác nam gạt đi, kệ cái thằng huyết áp đấy, mình đang đi ăn cưới đấy bà. Rồi bác nam thỏ đũa, gắp miếng đùi gà đầu tiên trên đĩa. Bác nữ lấy đũa của mình, gõ một cái vào đũa bác nam rồi nói, không ăn đùi đâu, nhiều mỡ, ăn miếng lườn màu trắng kia kìa, mỡ trong máu ông cao lắm, ông phải kiêng cho tôi chứ. Bác nam hạ đũa xuống, gắp miếng lườn trắng phía dưới vào bát, chuẩn bị cho lên miệng ăn, thì bác nữ lại gõ cái đũa vào bát bác nam, ý dừng lại, rồi thò tay vào bát bác, cầm miếng thịt gà về phía mình. Bác nam hỏi, bà làm cái gì đây? Thì tôi bỏ ra cho ông, ra nhiều mỡ, ông không ăn được. Bác nữ bóc miếng da bỏ đi, rồi lại để lại miếng thịt gà vào bát bác nam. Đấy, ông ăn đi, ông phải biết bệnh của mình và chỉ ăn thế thôi. Rồi bác quay ra cả bàn, ông nhà tôi bị huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, lúc nào cũng một đống thuốc theo người đấy ạ. Bệnh từ miệng mà ra, nhắc ông ấy liên tục phải chú ý ăn uống, mà ông ấy không nhớ. Bác Nam gắt, mệt bà này quá đi, ăn đi, tôi vừa gắt vào bát, đã kịp bỏ ra đâu mà bà. Cả bàn cũng ly ăn uống hì hà nói cười, bác nữ cạnh mình xoay đầu đũa và bắt đầu gắp tôm vào bát cho mọi người. Con tôm bắt đầu hướng về phía bác nam.
Biết ý, bác giơ bát ra đỡ con tôm và bảo, cảm ơn bà. Bà cứ để đó cho tôi tự nhiên. Bác nữ vợ ngồi bên cạnh trợn tròn mắt lên. Ôi, ông không được ăn tôm, cho lét cô rong trong con tôm cao lắm. Ông không được ăn. Bác Nam gắt, cái bà này, người ta gắp mời mình thì mình phải nhận đã, ăn hay không tính sau. Mọi người lại ăn uống nói cười, cũng ly. Bác Nam mới với đũa vào đĩa tim xào cần tây, bác nữ lại thò đũa gõ vào đũa bác Nam một cái rồi nói, cái này hôm nay họ xào mặn lắm, ông không ăn được đâu, ăn sang cái khác đi. Bác Nam vứt đũa, vứt cạch đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy. Ông chủ đám cưới đâu rồi? Ông đâu rồi? Bác quát to, nhưng đám cưới đông và ồn, nên chỉ mỗi bản mình nghe được bác quát, và ông chủ đám cưới thì ở rất xa, nên cũng không nghe được bác cằn nhằn. Sao ông ấy lại xếp bà này ngồi cạnh tôi nhỉ? Bữa nào cũng ngồi ăn cạnh bà ấy rồi, đi ăn cỗ cưới cũng không thoát là sao? Nói rồi, bác ngồi phịch xuống, với tay rót đầy cốc bia, bác nữ giữ chặt cốc bia. Ông không được uống, ông phải kiêng. Bác Nam gắt, bà bỏ cái tay ra, bà để nguyên cho tôi ăn uống, nếu không tôi đi sang bàn khác đấy, tôi không ngồi đây nữa đâu. Bác nữ rên rỉ, bệnh đầy người ra, tôi lo là lo cho ông đấy. Ông cứ ăn cho sướng cái mồm sướng cái miệng, rồi ông nằm một chỗ thì cũng cái thân này hầu chứ ai. Rồi quay ra cả bàn phân đua, đấy các bác xem, ông ấy biết bệnh của mình, nếu có ý thức trong ăn uống thì tôi không phải nhắc thế đâu. Rồi bác quay sang bác Nam dằn giọng, ông không được uống cốc bia này nữa, lúc nãy ông uống cả cốc bia là quá tiêu chuẩn ngày hôm nay rồi. Bác Nam nhìn cả bàn nói, xin lỗi các bác, đã làm các bác mất vui. Có lẽ tôi không nên ở đây nữa, làm ảnh hưởng đến các bác quá, tôi rất ngại. Các bác cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép ra ngoài, rất xin lỗi các bác, lượng thứ nhé. Nói rồi bác Nam đứng dậy, bác nữ kéo tay bác Nam. Ơ, ông đi đâu đấy? Bác Nam hất tay bác nữ ra, đi về chứ đi đâu, ngồi mà không được ăn, không được uống, thì ngồi làm gì? Bác nữ thấy vậy đành chào mọi người rồi đứng lên đi theo bác Nam. Cả mâm im một lúc rồi một bác bảo, kinh nghiệm xương máu các ông nhé, đi ăn cỗ là không được cho vợ đi cùng. Một bác Nam khác đế luôn, mà nếu có cho vợ đi cùng thì nhất quyết không được ngồi cùng mâm. Rồi cả mâm lại cùng ly ăn uống hỉ hả. Một ông nọ thót tim khi người hàng xóm xinh đẹp vừa ly dị chồng đến gõ cửa nhà mình vào một buổi tối thứ sáu. Em quá cô đơn, đến độ không chịu nổi nữa. Em muốn thoát ra, muốn uống cho say và muốn hưởng thụ cuộc đời. Tối nay anh rảnh chứ? Ông ta trả lời hết sức nhiệt tình. Ừ, anh rảnh em ạ. Vậy thì tuyệt quá, nhờ anh trông hộ bọn trẻ con giúp em. Hết hồn. Trong đêm tân hôn, sau khi vợ chồng ân ái xong, đang im lặng, chồng lại cười khúc khích đầy bí ẩn. Thấy vậy, người vợ liền hỏi, có chuyện gì mà anh cứ cười thế? Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ, sao nhiều người đút vào thế nhỉ? Người vợ giật mình hỏi, sao anh biết? Sao lại không biết nào? Anh là chồng em mà. Vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không? Người chồng ngạc nhiên, sao lại lỗi do em, là do họ tự nguyện đút vào chứ? Rồi người chồng lại tiếp, thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó. Cô vợ thốt lên, ôi, vậy mà em cứ tưởng, làm em hết hồn à. Cái đũi liệt truyện. Cái đũi nằm võng, khoe mu ở sân sau. Tưởng đũi gác trộm, thực ra là bao nhiêu lần đũi gác con ông chủ. Con trai ông chủ hay đi đái đêm nhiều lần. Lần này đũi không thách thức con trai ông chủ nữa, mà thách thức ông chủ. Háng đũi sâu,
mù đuổi cao, đuổi có quyền mà. Ông chủ không phải một đêm đi đái 5-7 lần để nhìn mu cái đuổi tơ hơ, mấy sợi lông trước ngọn gió nồm. Ông đến ngay trước háng cái đuổi mà nhìn, cái đuổi giả vờ lim dim. Ông chủ tự tin cúi xuống mỗi lúc một gần hơn. Ông thì thầm, cái đuổi đúng là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của nhà ta. Ông nhìn say đắm, một giọt nước dãi của ông rơi xuống mu cái đuổi. Cái đuổi dùng mình, hai chân đuổi đưa nhẹ nhàng lên kẹp cổ ông chủ. Sau cái đêm hôm ấy, cái đuổi không hát con đường xưa em đi nữa, mà hát những hành khúc hùng tráng. Nó không biết con đường xưa là con đường nào, chỉ biết phiên gác đêm ấy thật dài, chiến trường đêm ấy thật mãnh liệt. Ông chủ cũng gõ nhịp hát theo. Bà chủ thấy lạ, sao dạo này chủ tớ nhà ông rừng mỡ như thế nhỉ? Ông chủ nói, thế bà không thấy sao, từ khi hắn về làm đầy tớ nhà ta cứ trọn niềm vui. Nói đoạn, ông hát véo von, ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương. Đến đây thì cái đuổi sung sướng chuyển sang bài hát mới chế, cùng mắc võng ở ngoài vườn sau, cho chủ nhà cưỡi rùa ra trận. Bà chủ không hiểu gì, bà tin bài hát đã được kiểm duyệt. Dăm tháng sau, bụng cái đuổi trương lên, cái đuổi không chịu nằm võng ngoài sân sau nữa, nó đòi nằm ở nhà trên thay chỗ bà chủ. Ông chủ hoảng hốt, này, cô không biết thân biết phận hả? Cái đuổi vỗ bụng cười, thân phận là ở chỗ này này. Ông chủ bịt miệng mồm cái đuổi lại. Cái đuổi giật tay ông chủ ra và chửi ông chủ vô hậu rằng nó đã cống hiến hết mình, rằng nhờ có cái mu của nó mà ông chủ thêm người thừa kế, phúc ba đời nhà ông. Bà chủ bây giờ mới hiểu ra cơ sự, bà túm tóc cái đuổi định kéo xuống nhà kho nhốt lại. Không ngờ cái đuổi lại mạnh như trâu, nó giật lấy tay bà chủ và vặn chéo ngoe ra đằng sau. Nó lấy hết sức bình sinh vật bà chủ lăn xuống sàn. Bà chủ la oai oái, cái đuổi tóc váy lên và ôm lấy ông chủ. Kệ bà ấy đi, ôm hôn em đi. Ông chủ nhìn bà chủ quằn quại dưới sàn, sợ thót tim, hứng đâu nữa mà hôn. Ông chủ đỡ bà chủ lên giường rồi vuốt ve. Cái đuổi nó chửa, chắc là do thằng con mất dạy của nhà mình đấy. Sao em không dạy nó, để một đêm nó đi đái tới mấy lần. Chắc đái nhầm vào mu con đuổi rồi, mà lỗi cũng tại em. Em nắm đầu đòi nhốt nó mới đánh em ra như thế. Bà chủ càng lộn ruột, nhưng vì gia phong, bà nói nhỏ, lộn tung phèo hết rồi. Thật xấu hổ khi một ông chủ lại tự hạ mình xuống dưới háng đầy tớ. Bây giờ sự đã rồi, cam kết đi và ông tự xử đi. Ông chủ đành trấn an, thôi được, anh cam kết sẽ cho điều tra rõ ràng và không truy cứu ai cả. Nghe đến đó, đuổi tuyên bố, đầy tớ có lỗi với chủ thì phải xin lỗi trước chủ, còn chủ mà có lỗi với đầy tớ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, việc nào ra việc nấy nhé. Quên mua cái quần. Một ông Tây người Mỹ du lịch sang Việt Nam chơi. Thành phố mà ông ta đặt chân đến là Huế. Nhìn đâu đâu cũng thấy người Việt Nam mặc áo dài nón Huế là lướt rất đẹp, nên cũng muốn mua áo dài nón Huế về tặng cho vợ. Khi ông ta về nước thì đưa cho cô vợ mặc thử, thì chao ôi, thấy kỳ kỳ sao ấy. Ơ, sao gái Việt họ mang đẹp mà vợ mình nó cứ kỳ vậy nhỉ? Nhìn kỹ một hồi, ông ta mới la lên, thôi chết rồi, mình quên mua cái quần rồi. Chuyện vui. Anh này là người Việt sinh sống ở California, người gốc Đà Nẵng. Hồi đó, sau khi giải phóng,
cuộc sống sung túc quá, chịu không nổi nên ôm phản lao ra biển. Theo người ta, cuối cùng được qua Mỹ. Hồi đầu những năm 2000, anh ấy về Việt Nam tìm vợ, cũng tán tỉnh nhiều cô lắm, nhưng mà cái tính bùn xỉn keo kiệt nên họ chạy hết. Tới lượt mình, mặc dù được cảnh báo trước, nhưng cũng không nghĩ tới mức như vậy. Một phần thấy anh này cũng yêu mình nên cũng xúc động. Cái gì chứ, cứ ai yêu mình là xúc động ngay. Lúc đó mình cũng hơn 30 rồi, mẹ dục dữ lắm, học cho lắm vào, lo mà lấy chồng đi. Anh này cũng không còn trẻ nữa nên thấy mình ưng là vội vàng dẫn về nhà. Cha mẹ mất hết rồi, chỉ còn các chị thôi. Ra Đà Nẵng, ông ấy hỏi, em thích ăn cua không? Mình đi chợ mua cua. Ừ thì đi, lúc ra chợ, cái chợ gì ở quận Cẩm Lệ ấy, họ bán hàng rất trật tự. Họ ngồi hàng một hàng từ đầu chợ tới cuối chợ luôn. Đầu chợ là những cái gì ngon và mắc tiền, cuối chợ là giá giảm dần. Nhìn thấy con cua to lắm, mình nói, anh ơi, mua con này này. Không, em lại đây này. Mình qua hàng kế tiếp, mua cua nhỏ hơn, khoảng 800 gram một con. Anh ơi, mua con này đi. Không, xuống dưới này đi em. Ông ấy đi trước, còn mình đi theo sau. Mình lại vào hàng 1 kg khoảng 2 con. Anh ơi, mua mấy con này đi. Không, em xuống dưới đây nữa nè. Lúc này, mình thấy câu sấm truyền của bà chị ứng nghiệm rồi. Thằng bờ nó hà tiện lắm đấy em. Mấy cô trước không ai chịu nổi. Mình dừng lại, câm mồm, không nói gì nữa. Cứ lẽo đẽo theo sau xuống mãi tận cuối chợ. Có hàng không phải là cua mà là ghẹ. Con ghẹ bé tí mà chết ngắc rồi. Ông ấy ôm xô hết cả dầu đến được 24 con. Ông ấy nói, ăn cái này nè em, một rổ này có mà ăn đã luôn. Về đến nhà, lúc đó khoảng 7-8 giờ tối, mình chán lắm rồi, muốn bỏ về, nhưng mà trong đầu lý trí bảo rằng không bỏ được, ít gì cũng phải dắt về quê cho mẹ yên tâm cái đã, rồi mình tính sau. Ông ấy luộc một rổ ghẹ lên, thấy toàn tay chân, không thấy thân mình con ghẹ đâu cả. Ông ấy giục mình, ăn đi em, ăn đi. Ăn đi cho nóng. Không, em không ăn. Muốn ăn thì ăn cho đàng hoàng. Ăn cái kiểu năm Ất Dậu là em không ăn. Xong, ông ấy với mấy đứa cháu ngồi ăn. Ra tới bờ biển mà đi ăn ghẹ chết thì có mà điên. Tại sao lại phải ăn? Mặc dù lương em thấp, nhưng em ăn là đàng hoàng. Chứ kiểu một quả trứng luộc cắt đôi làm hai bữa là em không ăn. Đáng lẽ mình không bực, nhưng mà ông ấy khoe khoang quá, lúc nào cũng nói là buôn bất động sản nhiều tiền, mới về hồi sáng, chưa dắt mình đi ra ngân hàng rút nửa tải tiền về quăng góc nhà, chắc có lẽ là để thử lòng mình thôi. Tối, dắt mình đi mua giày với mua cái underwear, mình mua 2 đôi giày và tất nhiên là mình tự trả tiền, về nhà khoe với bà em dâu liền, đấy. Anh mới dắt cô ấy đi chợ nè, mua được 2 đôi giày, đẹp không? Đẹp không? Đẹp cái đầu ông ấy. Nói vậy, người ta lại tưởng tôi lợi dụng ông. Xong, đi mua cái underwear, thì ông ấy bảo, em mua cái ít tiền thôi, mặc ở trong mà, ai thấy? Lúc này, máu nóng rồi, cái thứ đàn ông gì mà miệng như đít vịt, nói nhiều mồm không kịp mọc da non. Mình bảo, anh có im cái miệng đi không? Em mua em mặc, tiền của em. Em muốn mua cái gì là quyền của em. Mắc mớ gì, anh góp ý này nọ chứ. Tại vì hồi đó, mình làm kinh lắm. 80 giờ một tuần, nên không có thời gian đi đâu cả. Cho nên mới tranh thủ đi mua đồ lúc ra đó chơi. Sau này còn dài nữa, mà thôi, lúc khác kể. Đại khái dẫn về nhà xong mẹ nói, thế mày định lấy thằng này hả? Mẹ không thấy được đàn ông đàn an gì mà cái miệng y như đít vịt. Dạ không, con đâu có định lấy đâu. Tại mẹ dục quá nên con đưa đại về đấy. Mẹ không thích thì thôi nhé. Từ bây giờ con kệ, cứ kệ con. Lúc này con muốn lấy ai thì con lấy. Mẹ mà dục nữa
thì con lại đưa thêm một cái đít vịt nữa về ra mắt đấy. Xong xuống Hà Nội, ông ấy mua cho mình cái vé tàu nằm giường tầng 3 sát mái. Ôi cha mẹ ơi, nó nóng quá. Sau đó mình vào Sài Gòn một mình, còn ông đi Mỹ luôn. Mình email nói thôi là hết, em đi đường em, kỷ niệm chúng mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông ấy xin lỗi, thôi anh biết rồi, em không lấy anh thì em lấy ai? Không, dứt khoát là em không lấy anh, kể cả trên đời này em ế nó mốc lên y như nấm mốc ấy, thì em cũng không lấy anh đâu, để nhện nó răng tơ chơi vậy đó. Bây giờ anh cho em biết làm sao để em thanh toán lại cho anh hai cái vé tàu, số tiền mà anh đã bỏ ra để mua vé cho em. Các bữa mình đi ăn ở biển ấy, anh cưa đôi sòng phẳng đi. Mặc dù em không uống bia rượu gì, nhưng anh cứ cưa đôi cho em dễ. Ông không dám cưa và cuối cùng là coi như mình còn nợ ông ấy hai cái vé tàu giá của 20 năm về trước. Còn dài nữa, mà tóm tắt vậy thôi. Kể nữa, xấu mặt đàn ông rồi, nhiều người lại tự ái. He he. Truyện tình Chí Phèo Thị Nở qua lăng kính thơ Hải. Chí Phèo nhặt nửa vầng trăng, giữa đêm say rượu chị Hằng đánh rơi, gặp con Thị Nở lạ đời, ngủ quên buộc yếm lả lơi xóm nghèo. Đêm hè nguyệt tỏ trăng veo, lò hoang bụi chuối eo xèo nhái đêm. Chí đi loạng choạng khều khều, chộp lưng con Nở trắng vêu đấy đà. Giật mình Thị Nở mới la, cái thằng trời đánh, ối rồi hiếp tao. Bàn tay Chí nắm trái đào, tấm thân Thị Nở phốp phao trắng hồng. Chí Phèo giả bộ hét ngông, bớ làng vũ đại, ai không cứu người. Cả làng chỉ nghĩ mười mươi, cái thằng ăn vạ khóc cười tin ai. Nở rên rồi chỉ nằm im, tấm thân ngà ngọc van xin ấm ở. Trăng tròn như cái bát tô, xuyên qua bụi chuối bên hồ long lanh. Chuyện tình Thị Nở Chí Anh, chuyện thơ hấp dẫn hay thay tranh trình bày. Giản đơn mà thấy đắm say, thả tim hoặc bạn pháo tay lời bình. Vô Va đến trường với ba vết sưng trên trán, cô giáo lo lắng hỏi: Vô Va, em bị sao vậy? Cậu bé nhăn mặt nhớ lại: Tối qua khi gia đình em bắt đầu đi ngủ được một lát, bố em hỏi: Vô Va, con ngủ chưa? Và em nói là chưa. Rồi em đã bị một cái búng vào trán ngay sau đó ạ. Nửa tiếng sau, bố em lại bắt đầu hỏi: Vô Va, con ngủ chưa thế hả? Em vội trả lời: Con đang ngủ đây. Và tiếp là một cái búng tay vào trán nữa ạ. Một nửa tiếng sau, bố lại hỏi: Vô Va, con ngủ thật chưa đấy? Và lần này khôn ra, em đã im lặng. Ngay sau đó, bố em quay sang nói với mẹ em: Anh đến nhé. Vì tò mò, em đã hỏi: Đến đâu hả bố? Tại một kỳ thi vấn đáp, vị giáo sư bắt đầu hỏi một sinh viên. Giáo sư nói: Có 500 viên gạch trên máy bay, một viên gạch rơi ra khỏi máy bay. Vậy hỏi còn bao nhiêu viên gạch còn lại? Sinh viên đáp: Chà, dễ thôi mà, còn 499 viên. Giáo sư lại đáp: Đúng thế. Câu hỏi tiếp theo: Thế làm thế nào để bỏ một con voi vào tủ lạnh trong 3 bước? Sinh viên đáp: 1. Mở tủ lạnh. 2. Bỏ con voi vào đó. 3. Đóng tủ lạnh. Giáo sư nói: Câu kế tiếp, làm thế nào để đặt một con nai vào trong tủ lạnh với 4 bước? Sinh viên đáp: 1. Mở tủ lạnh. 2. Rút con voi ra. 3. Bỏ con nai vào. 4. Đóng tủ lạnh. Giáo sư reo lên: Tuyệt vời! Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Vua của loài thú sư tử có một ngày sinh nhật. Tất cả các con vật đều đến dự.
ngoại trừ một con. Tại sao vậy? Sinh viên đáp, dạ vì con nai kia vẫn còn ở trong tủ lạnh không đến được ạ. Giáo sư vỗ tay, tuyệt lắm. Lại tiếp nhé, mới một bà già có thể đi bộ qua đầm lầy cá sấu không? Sinh viên đáp, tất nhiên là bà ta có thể chứ ạ, vì tất cả cá sấu đang tham dự sinh nhật sư tử mà. Giáo sư reo lên, tốt quá, và bây giờ là câu hỏi cuối cùng nè. Bà già kia đi qua đầm lầy trống trải, nhưng bà vẫn hẹo, có chuyện gì với bà ấy vậy? Sinh viên đáp, dạ thưa, bà ấy chết đuối đúng không ạ? Giáo sư đáp ngay, không không, viên gạch từ trên máy bay đã rơi trúng bà ta. Triệt tiêu suy nghĩ của học sinh. Chuyện xảy ra ở trường làng trong một lần thi thử, cô giáo ra đề hãy phân tích sự nết na hiền dịu của cô Tấm và sự độc ác của mẹ con Cám. Ngàn năm nay, cứ nói quả thị thơm, cô Tấm rất hiền, hay bài hát gì đó cũng nói hiền lành như cô Tấm. Nhưng Tony đã viết như sau, thật ra em thấy đề bài này ngược lại mới đúng, hiếu thảo là Cám, còn độc ác vô văn hóa mới là Tấm. Cám ngây thơ, hành động bộc phát duy nhất của Cám là ăn trộm tép mà thôi. Sau cú lừa chị đi tắm, Cám chút hết giỏ tép mang về. Đấy là một hành động ăn cắp vặt mà tuổi thơ nhiều người đã trải qua. Em và bạn bè cũng vài lần ăn trộm xoài nhà hàng xóm, thì nhắc nhở, dạy dỗ đừng làm vậy nữa, hoặc quánh vài roi, chứ gì mà trả thù tàn bạo vậy. Các lần sau, Cám chỉ hành động theo lời mẹ mà thôi. Mẹ bảo gì thì làm nấy, đó là sự hiếu thảo. Riêng Tấm thì mít ướt quá, đụng đến là khóc. Ông Bụt cũng rảnh dữ quá, hễ Tấm khóc là hiện ra, cho hết cái này tới cái kia. Các câu nói của Tấm như giặt mà không sạch, tao vạch mặt ra, hay kéo cả kéo kẹt, mày tranh chồng chị khoét mắt cho. Không thể nào thốt ra từ miệng của một người hiền dịu được. Em thấy Tấm nói chuyện giống dân giang hồ, còn ông vua cũng kỳ. Chị chết đưa em vào, thế làm hoàng hậu cũng chịu. Lỡ Cám xấu quắc thì sao? Vua gì phơi áo ở bờ rào với xào tre mà sợ rách? Mà hoàng hậu sao lại đi giặt đồ? Việc này phải là người khác làm chứ. Còn việc leo cây cao thì thấy dưới này đang chặt thì tuột xuống, chứ còn ngáo ngơ hỏi làm gì đấy mẹ. Cây cao nào cao đến nỗi mà nhìn xuống không thấy. Còn hành động sai người rót nước sôi cho Cám chết nhăn răng và sau đó cắt đầu làm mắm thể hiện sự độc ác đến ghê tởm của Tấm. Nói vậy mà nói dịu hiền, bao nhiêu người hả hê khi thấy. Lấy một cái ác để trừng trị một cái ác, em thấy chẳng ra làm sao. Đọc xong, cô giáo kêu Tony lên phòng giáo viên mắng té tát. Chuyện này ngàn năm vẫn vậy, suy nghĩ của người xưa vậy đó. Chúng ta phải thấy hay. Em mà còn suy nghĩ không giống đáp án trong sách, cô sẽ vạch, sẽ quét. Cô vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Tony thấy sợ sự dịu hiền của cô. Lúc về lớp, cô còn nói vọng theo, lần này là thi thử, cô cho qua, lần sau thi thật, cô sẽ xử lý em. Tony nói, yes, madam. Tiền đâu mà mua xổ số? Có một anh ôm khệ nệ một đống tiền về nhà. Đến cửa, anh ta rối rít gọi vợ, bà chúa của anh ơi. Anh có rất rất nhiều tiền mang về cho em tiêu đây này. Chị vợ mừng quính ra đón chồng. Nhìn thấy tiền, chị ta mới tin là chồng không đùa. Chị ta liền lao đến ôm chầm lấy chồng, hôn lấy hôn để, không cho chồng kịp thở. Ôi, người chồng tuyệt vời của em đang mơ hay tỉnh đây? Ở đâu mà nhiều thế này? Anh chồng mặt vênh lên, anh trúng xổ số độc đắc đấy. Bỗng chị vợ ngẩn người ra, rồi bất ngờ cho chồng một cái tát nảy đom đóm mắt. Anh chồng mặt méo sạch, ngơ ngác hỏi,
Sao sao em lại đánh anh? Chị vợ mắt trợn ngược lên quát. Ông lấy trộm tiền ở đâu mà mua xổ số hả? Hai người đàn ông đang ngồi uống nước và tâm sự với nhau. Một người bảo, sao ông không có bản lĩnh đàn ông gì cả vậy? Hôm qua tôi thấy vợ ông quát lớn quá trời. Ừ, mình cũng sai mà, nhưng có sợ vợ cũng tốt mà. Vợ mình chứ có vợ ai đâu mà lo. Ôi trời, phải học tập tôi đây này. Không bao giờ biết sợ vợ là gì nhá. Mình phải có bản lĩnh của đàn ông chứ. Sao phải sợ vợ? Vợ là cái đinh. Bất ngờ, bà vợ ông ta về đến nhà, vừa đứng sau lưng hai người từ lúc nào. Bà lên tiếng nhẹ nhàng. Ông vừa nói gì cơ? Vợ là cái gì? Với sự nhanh trí và một chút sợ hãi, ông ta lý nhí đáp. Thì vợ là cái đinh, còn mình là cái kim. Chịu đau khổ một mình. Trời mưa, một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình. Người vợ bực tức gắt. Anh chỉ biết có mình anh thôi. Em bị ướt hết cả, rồi mà anh không đau khổ sao? Em yêu à, em bị ướt, anh rất đau khổ. Còn nếu anh bị, thì em lại đau khổ. Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình đi. Điếc. Có một cô gái nọ sắp lấy chồng. Sau khi cô biết được vị hôn phu của cô rất coi trọng cái trinh như núi Thái Sơn, cô bèn đến thú thực với tay bác sĩ là cô đã lỡ đánh mất cái trinh từ thời trổ mã. Cô năn nỉ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp cho cô. Tay bác sĩ nhăn mặt rồi suy nghĩ trả lời. Sẽ rất khó đấy. Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời, vì tôi phải phẫu thuật lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái của cô đã bị mất. Cô gái nghe vậy liền ưng thuận, và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảo. Sau ngày cưới ít lâu, anh chồng của cô ta gặp tay bác sĩ đã chữa cho cô, vì hai người vốn dĩ đã biết nhau từ trước. Gặp lại bạn, tay bác sĩ liền hỏi thăm ông bạn. Thế nào ông bạn? Vợ chồng ông đều khỏe cả chớ? Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi nhờ trời nên được mạnh khỏe cả. Nhưng có lẽ mai này tôi sẽ phải dắt bà xã tôi lại đây để bác sĩ coi dùm cho. Tay bác sĩ liền hỏi, bà xã bị làm sao vậy hả? Thưa bác sĩ, bà xã tôi không đau ốm gì cả đâu. Nhưng bị bệnh nặng tai lắm. Mà lạ nhất là mỗi khi nói chuyện là bà xã tôi cứ giãn hai chân ra, hình như là để nghe hay sao ấy. Cái quả của tôi đen chưa? Ở một bệnh viện nọ, cô y tá trẻ trung xinh đẹp bước vào trong phòng để lau chùi mặt mũi chân tay cho một bệnh nhân nọ. Thấy cô y tá, anh ta mới thều thào. Cô y tá, cái quả của tôi đen chưa? Bị hỏi bất ngờ quá, cô bối rối rồi trả lời. Tôi không biết, tôi đến đây chỉ để rửa mặt, rửa tay cho anh mà thôi. Anh ta cố ngóc đầu lên. Rồi thều thào một lần nữa, cô y tá, cái quả của tôi đen chưa? Cô y tá cảm thấy xấu hổ nên quát, tôi không biết. Cô nói rồi liền bưng mặt chạy ra ngoài. Cô đem chuyện này kể cho cô y tá trưởng nghe, một cô y tá có tiếng là gan dạ. Cô y tá trưởng liền chạy vào, thể theo yêu cầu của anh bệnh nhân. Cô liền lột hết quần áo của anh bệnh nhân ra rồi xem xét cẩn thận. Xong cô y tá trưởng thông báo. Không sao đâu nhá, nó vẫn bình thường, không đen. Anh ta đau khổ, cố với tay kéo mặt nạ oxy bịt trên miệng ra rồi hỏi lại lần nữa. Cô y tá, tôi hỏi là hỏi kết quả xét nghiệm của tôi đến chưa mà.
cải lão hoàn đồng. Có hai bố con nhà kia, lần đầu tiên lên thành phố thăm người nhà. Đến một chung cư, thấy thang máy. Thằng con hỏi, bố ơi, đây là cái gì thế hả bố? Bố cũng không biết nữa. Hai bố con thấy một bà cụ đi vào trong thang máy, nhưng cũng không dám đi theo. Một lúc sau, cánh cửa thang máy mở ra, họ thấy có một cô gái trẻ trung xinh đẹp đi ra. Ông bố mừng quính, vội giục cậu con rằng, mày bắt xe về quê, đón mẹ mày lên đây ngay, để cho mẹ mày cải lão hoàn đồng. Chúng con lại hai cụ. Một bà cụ vào cửa hàng ngay cổng chợ mua một đôi giày loại bình dân cho cụ ông tập thể dục. Sau khi mua xong, cụ bảo cô bán hàng, chị kiếm cho tôi cái hộp, bỏ nó vào, chứ tôi ôm thế này thì khó quá. Chủ tiệm giày sang hiệu thuốc bên cạnh xin một cái hộp, rồi bỏ đôi giày vào, đưa cho cụ bà và nói, đây ạ, cụ đem về cho cụ ông nhé. Cụ bà cảm ơn, rồi ôm cái hộp đó ra ngồi đón xe buýt. Một đám sinh viên cùng ngồi chờ xe vô tình đọc được dòng chữ bên ngoài vỏ hộp mà bà cụ đang ôm trong lòng. Bao cao su, 1.000 cái. Quá tò mò, một cô gái quay sang hỏi bà cụ. Cụ ơi, mua cái này về cho ai vậy ạ? Tôi mua về cho ông nhà tôi. Cụ trả lời thực thà với nụ cười ấm áp. Cả đám thanh niên nhìn nhau ngạc nhiên rồi liền hỏi tiếp. Vậy thưa bà, cụ ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái này ạ? Chả giấu gì các cháu, ông nhà tôi năm nay mới ngoài 80. Tròn mắt ngạc nhiên, họ hỏi tiếp. Vậy còn bà cũng đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? Thì tôi cũng thế. Một nữ sinh viên hỏi tiếp. Vậy hai cụ dùng bao giờ cho hết cái hộp này ạ? Cụ bà thủng thẳng. Cũng chẳng được mấy đâu, ông ấy dùng như phá ấy. Có biết giữ đâu nào, cứ rách liên tục. Tôi mua cho ông ấy xài chưa được đến 2 năm, vậy mà lại phải mua mới nữa rồi đây này. Nghe thấy thế, các cháu liền chắp tay. Còn lại hai cụ ạ. Bận rộn. Một đồng nghiệp lúc nào cũng rất bận rộn, bởi vì cô ấy rất thích chú ý đến những người khác. Anh Văn bất chính, cô ấy muốn mắng cho một trận cho hà dạ. Chị Bảo ly hôn, cô cũng muốn mắng cho một trận. Cho dù bất kỳ tin tức nào, cô đều muốn xen vào bàn tán và bình luận. Hơn nữa, cô còn thích hóng hớt buôn chuyện. Kết quả là cuộc sống của cô trở nên rất tệ. Một đồng nghiệp khác thì lại quá nhàn nhã. Khi mọi người xúm vào bàn tán chuyện anh Văn bất chính, thì cô về nhà vào bếp làm bánh sinh nhật tặng chồng. Khi hàng triệu người trên Facebook tranh luận cãi nhau chuyện cô ca sĩ đi làm từ thiện, thì cô ngồi bên cửa sổ làm những đồ thủ công. Vào Facebook của cô thì dường như rất hiếm thấy cô phát biểu bình luận vấn đề mà đều là những việc cô thích làm. Việc cô sẽ làm và việc cô đã làm. Một lần tôi hỏi bí quyết sống nhàn nhã, cô nói đó là cuộc sống của người khác. Đúng hay sai thì cũng có quan hệ gì tới tôi đâu. Nếu hễ có gió là lắc lư lay động ngọn cỏ, thế thì chi bằng hãy thiết thực sống cuộc sống của riêng mình. Đời đâu biết chữ ngờ. Một cô gái rất xinh đẹp đang đứng trên cầu, mặt cô buồn thảm thiết. Cô chuẩn bị gieo mình xuống sông tự vẫn. Bỗng một anh chàng tình cờ đi ngang qua phát hiện, anh chạy ảo tới, giữ chặt lấy người cô gái. Nghĩ tới nam nhân kế, anh giả vờ cầu mong được hôn cô một lần trước khi cô ra đi. Cô gái gật đầu đồng ý, rồi trao cho anh một nụ hôn nồng cháy cuồng nhiệt, muốn rộp lưỡi. Quá cảm động, anh quyết định phải thuyết phục cô từ bỏ ý định dại dột của mình. Này em xinh đẹp và rất đáng yêu,
sao lại muốn tử giã cõi đời chứ? Hai hàng nước mắt lã chã rơi như mưa trên gương mặt ngây thơ, cô nói trong uất nghẹn. Dạ, ba mẹ em chửi em ạ. Úi trời, đúng là tiểu thư đại các có khác. Ba mẹ mới hơi nặng nhẹ một tí mà đã đòi chết, thật tình. Hai tay anh ôm lấy cái khuôn mặt kiều diễm kia, anh hôn đắm đuối đầy đam mê vào môi cô một lần nữa, rồi khẽ hỏi. Mà làm sao ba má em lại chửi em? Hu hu, cô gái càng khóc lớn. Ba em chửi em là, mày là đồ đàn ông con trai, sao lại thích mặc đồ đàn bà con gái hả? Cô gái vừa dứt lời đã nghe tiếng ùm. Chàng trai đã gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết cuồn cuộn. Cao Kiến. Một tốp cảnh sát giao thông kiểm tra chiếc xe con đang đậu trên đường phố. Viên đội trưởng cất cao giọng hỏi, xe ai đây? Hỏi mấy lần mới thấy một ông trung tuổi từ căn nhà khệnh khạng bước ra, hất hàm lên tiếng, xe đỗ đấy thì làm sao? Yêu cầu xuất trình giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra. Xe đậu trước cửa nhà tôi, ảnh hưởng gì đến các ông? Tôi không chịu xuất giấy tờ đấy. Các ông làm gì hả? Văng mấy câu khó nghe xong, ông ta rút điện thoại quay phim. Thấy thái độ bất hợp tác của ông ta, viên cảnh sát nghiêm giọng đề nghị anh ăn nói lịch sự. Anh không xuất trình giấy tờ, chúng tôi sẽ lập biên bản. Này, người đàn ông còn dở giọng cùn. Biên bản cái con cặc, mày đã chào tao chưa mà mày đòi lịch sự? Chúng mày thích bắt nạt dân hay muốn tiền hả? Dạ, anh cẩn thận thái độ ăn nói đấy. Thái độ cái con cặc, chúng mày định ăn thịt tao à? Thịt người tanh lắm đấy. Viên đội trưởng nóng mặt, ra lệnh cho cấp dưới. Gọi xe cẩu. Gọi luôn và đi ngay. Có cần tao gọi giúp không? Bọn mày tưởng dọa được tao à? Tao thách chúng mày cẩu xe đấy. Không khí của kiểm tra rất căng thẳng. Người dân kéo đến xem rất đông. Một lát sau, chiếc xe cẩu đến bốc luôn chiếc xe con kéo về đồn. Mọi người đều ái ngại nhìn anh chủ nhà tham gia. Ôi, sao anh không nhẹ nhàng xin một câu? Bây giờ họ đã cẩu xe rồi, thành ra rách việc đấy. Ông chủ nhà liền nở một nụ cười phân bua với mọi người. Xe của thằng chết tiệt nào đấy mà, có phải xe của tôi đâu. Từ sáng mới mở mắt ra, đã thấy xe đậu trước cửa nhà, gọi mãi không ai đến nhận. Phải tỏ thái độ như thế, công an mới giúp mình cẩu chiếc xe đi chứ. Một cuộc trò chuyện ở trường mẫu giáo, Vova chợt hỏi cô bạn. Natasha, cậu có phải là một người phụ nữ nóng bỏng không? Natasha hồn nhiên đáp, tớ không biết nữa, nhưng khi tớ đứng dậy khỏi bồn tắm, hơi nước bắt đầu tỏa ra.